Dạ, xin chào anh chị đến với kênh Hiếu Cá Cảnh. Anh chị mua cá vui lòng liên hệ qua số Zalo là 0972107313 hoặc truy cập vào trang web là hiếucacảnh.com nha. Hôm nay phải nói là vui quá anh chị ơi. Một ngày mà em đi gần 500 cặp giá lẻ nha. Cái này là em bán cho khách lẻ. Khách sỉ thì có thể là mua 300 cặp, 500 cặp là chuyện bình thường. Nhưng mà mấy anh chị mà mua giá lẻ mà mua đến tận 500 cặp một ngày là rất nhiều nha anh chị. Hôm nay thật sự phải nói là vui quá đi. Chỉ có 3 người đóng cá thôi mà đóng từ sáng đến chiều tối luôn. Quá đã luôn anh chị. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Tiếp tục cập nhật cá bên em. Anh chị nào thích có thể nhắn qua Zalo, em sẽ tư vấn hỗ trợ thêm nha anh chị. Ship code toàn quốc, bảo hành cá khỏe tận nơi nha. Dạ rồi, đầu tiên là full gold ribbon. Thì anh chị thấy một số con trống tay bơi nó dài không? Tại vì cái này là bộ full gold ribbon tay bơi bớm finxi. Cho nên ha, con trống tay bơi nó dài lắm anh chị ơi. Trống ribbon á. Thì đây, cái loại này thì em để 50k. Size khoảng là 2 tháng đến 2 tháng rưỡi nha anh chị. Con máy là một số con nó cũng có con full tay. Anh chị để ý đi, có con full tay nha. Đó, đây là hàng ribbon bên em. Chỉ 50k một cặp. Còn mấy anh chị thích gon mà giá rẻ hơn nữa, chơi vừa đủ chơi được rồi thì có thể lấy cá gen nha. Gen này cũng là full vẫy, full tới mỏ luôn. Cá máy cũng full tai luôn nha anh chị. Gon gen full tai, full vẫy, full option mà cá gen thì là 25k thôi cho một cặp như thế này nha. Những cái con full vẫy anh chị nhìn nó đẹp ghê ha. Anh chị thích, rất là thích hợp nuôi những cái hồ nền tối chút xíu. Anh chị đánh đèn lên thì là trời ơi, cái con full gold này nó vàng, nó đẹp lắm anh chị ơi. Những cái này thôi, 25k một cặp. Cho những bé mà mập mạp như thế này, size là em gửi cũng khoảng là 2 tháng rưỡi thôi nha anh chị. Dạ, size này cũng có những con là nó cũng bầu bì rồi. Dạ. Rồi tiếp theo thì anh chị nào có điều kiện hơn thì có thể lấy loại bự cao cấp hơn một chút xíu là full gold ribbon, full tai size giống. Đó, thì cái con này nó sẽ to hơn cái con 50k một chút. Đó, to hơn và cái tay bơi nó là nó sẽ dài hơn nè, mà con cá mái nó full tai luôn. Giá thì cho nên là giá cao hơn nha anh chị. Size này là size 3 tháng. Đó, những con tay bơi rất là dài. Tay bơi bớm nha anh chị. Thì cái loại này full gold rất đẹp. Đây là con mái đây anh chị. Thì cái này em để 120 nha. 120 cho là full gold ribbon, full tie full option. Thì là 120k size giống nha anh chị. Rồi, tùy theo điều kiện nhu cầu của mỗi anh chị thôi. 50k em cũng có, 120 cũng có. Mà cá là sẽ gọi là cá đẹp không tật lỗi. Rồi, những con coi gen y như thế này thì em cũng để là 25k thôi. Cho anh chị thì của bộ Red Ear. Một số anh chị anh biết em rồi thì em chuyên nuôi là hai dòng này, coi Red Ear và Full Gold, cho nên là cái tỷ lệ mà lên tai nó nhiều lắm. Và bây giờ cá gen em bán cho anh chị không mà nó lên tai không, mà nội cá gen bây giờ nó còn khó lựa hơn cả cá full tai luôn anh chị. Nhưng loại này em chỉ để là 25k thôi. Anh chị để ý đi, những con mà cái tay bơi nó nhú nhú rất là đỏ, rất là nhiều anh chị thấy không? Đó, hàng Việt Nam chất lượng cao nha. Đó, 25k một cặp. Anh chị mua giúp em tối thiểu đơn 150k thì em sẽ giao nha anh chị. Ship code là đơn dưới 300 thì em sẽ hỗ trợ ship code cho anh chị luôn. Còn đơn trên 300 thì cọc cho em một phần nào đó để em có lòng tin em gửi cho anh chị nha. Dạ, full red BDS của em đợt này thì chỉ có 35k một cặp thôi anh chị. 35k một cặp cho một cặp full red BDS nha. Nhưng mà em xin thông báo là size nó cũng hơi tơ tơ một chút xíu. Đó, anh chị nào có nhu cầu có thể đặt bên em nha. Là lúc trước là em bán 50, 60, nhưng mà nay thì nó cũng nhiều rồi cho nên là em bán 35 thôi để cho anh chị dễ chơi nha. Mua mấy con này em lên hồ kiến á anh chị, là nó có màu đỏ, anh chị mua nhiều nhiều mà 5-7 cặp á, để lên hồ kiến nó đẹp lắm. Đỏ chét cái hồ luôn anh chị. Rất là đẹp nha. Dạ, chỉ 35k một cặp thôi. Blue Tajan. Đây anh chị thấy nếu mà anh chị nuôi, anh chị đánh cái đèn lên thì cái đầu nó sẽ rất là xanh nha. Blue Tajan, cái con đội cái nón bảo hiểm màu xanh như thế này, chỉ có 25k một cặp thôi anh chị. Dạ,
nay là em xuống giá rồi. Một cặp như thế này, Blue Tarzan 25k một cặp. Cá là hiện tại là size rất to. Hiện tại em xin cam đoan với anh chị là size con mái là khoảng 3 tháng đổ lên, không mà con bự lắm. Anh chị tranh thủ đặt nha. Thì tại vì nó tới cái mùa size của nó thì nó to hơn anh chị, chứ đợt sau anh chị lấy thì nó hơi nhỏ. Nó đợt này thì em còn cá to, em còn đâu khoảng 200 cặp như thế này là khoảng một hồ nữa thôi, một hồ vuông nữa là hết rồi anh chị ơi. Là cá to á, còn lần sau anh chị lấy là cá nó nhỏ, nó không có đẹp bằng cái đợt này đâu. Dạ, 25k cho Blue Tarzan nha. Tiếp theo là Silverado, đây là một dòng cá mới cho nên là giá nó cũng khá là cao nha anh chị. Lúc trước em lấy sỉ để mà đem về nuôi số lượng á là 200k một cặp cho con Silverado Flamingo này. Nó có hai màu, cái là màu hồng hồng, cái màu xanh xanh, chị thấy không? Đó, nhìn ngang rất là đẹp, rất là ảo diệu luôn. Hiện nay em làm ra số lượng rồi thì một cặp này em để cho anh chị nuôi giá trải nghiệm á là 100k một cặp nha. Anh chị có thể nuôi thử cái dòng này, nó rất là mạnh và nó đẹp lắm anh chị ơi, nó đẹp hơn ở trong hình em quay video nhiều. Đó, ở trên thì anh chị sẽ thấy là nó màu hồng màu xanh đúng không, nhưng mà nhìn ngang thì lại thấy màu trắng, nó lạ vậy anh chị. Đây là một cái dòng cá mới thì anh chị có thể nuôi trải nghiệm nha. Một cặp như Silverado Flamingo như thế này em để 100.000 nha anh chị. Em bao giá luôn á, giá này thật sự luôn là bao giá, tại vì em đã lấy sỉ mà em nuôi về là 200.000 rồi, mà xong nuôi số lượng ra như thế này để có 100.000 thôi thì nay nó rớt giá. Em nghĩ là giá này là thích hợp nhất rồi đó, nó để là giá thích hợp rồi, không có quá cao, nó cũng không có quá thấp, nó giá tầm cũng khá ok nha anh chị. Một cặp Silverado 100k cho anh chị đem về nuôi trải nghiệm, đảm bảo anh chị nhận về nó rất là lạ, màu rất lạ, không chỗ không dòng nào có được đâu anh chị. Ở trên thì đã thấy màu hồng hồng xanh xanh đúng không, còn ở dưới thì nó là thấy màu trắng, nhìn lạ lắm anh chị ơi. Dạ, Silverado Flamingo nha, 100k một cặp. Dạ rồi, tiếp theo là coi Red E Ribbon full tie. Em là chuyên Red E cho nên anh chị cứ yên tâm, những cái con cá size nhỏ như thế này mà nó đã full tie đúng không anh chị, nhiều lắm, cho nên anh chị cứ yên tâm. Những con cá full tie như thế này hiện tại em đang bán 120k một cặp nha. Là coi Red E Ribbon full tie, rất nhiều anh chị ơi, chuyên luôn. Đó, cho nên là nuôi cái tỷ lệ nó ra full tie nhiều lắm, cho nên anh chị cứ yên tâm mà đặt cá bên em nha. Size là em gửi anh chị muốn size nhỏ cũng có, 2 tháng rưỡi cũng có, size 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Đó là coi Red E Ribbon full tie loại 120. Còn tai bê bớm mà tai bê nó dài hơn bình thường á, gọi là tai bê long e, hoặc là anh chị có thể gọi là tai bê bớm cũng được. Đó thì là 180 cho một cặp full tie như thế này, rất là nhiều nha anh chị. Anh chị có thể qua chọn lựa từng cặp cũng được. Đó. Đó, những con tay bơi dài như thế này, tay bơi bớm lo nghe như thế này thì 180 nè. Còn những cái con mà tay nó ngắn hơn mà nó full tay thì em để 120. Tùy giá nha, mấy con này nó cũng khó lựa lắm anh chị ơi. Dạ, dạ rồi. Rồi, cuối cùng em xin gửi cho anh chị đến một siêu phẩm, đó là rồng xanh full tia. Đó, rất đẹp anh chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. Đó, anh chị thấy vây lưng đuôi nhìn nó rất là ảo diệu luôn anh chị. Thì đây là rồng xanh full tia, dòng này em xin để giá là 100k một cặp nha anh chị. Dạ, nhìn rất ảo diệu, rất đẹp anh chị ơi, dòng rồng xanh này nó cũng dễ nuôi nữa. À, anh chị có nhu cầu có thể đặt về trải nghiệm thử nha. À, có rất nhiều anh khách anh mua một lần anh thấy thích quá, anh mua 2-3 lần là chuyện bình thường luôn. Anh kia đợt anh mua 6 cặp rồng xanh, đây là cái clip em gửi cho ảnh đây. À, mua 6 cặp xong anh ghiền quá anh chị, anh mua thêm 6 cặp nữa, trời ơi không thể nào chịu nổi được, cái con này nó đẹp quá anh chị ơi. Dạ rồi, rồng xanh full tia 100k một cặp, clip cũng dài rồi em xin ngừng tại đây. Anh chị nào mà có nhu cầu đặt cá thì có thể nhắn tin cho em nha. Dạ, em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào anh chị, chúc anh chị có một ngày vui vẻ nha.